Có vô lượng số thiên vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều siêng năng tu tập, pháp môn tự tại, phương tiện rộng lớn. Mười vị tha hóa tự tại thiên vương này làm thượng thủ trong chúng thiên vương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên thiên vương. Những vị tha hóa tự tại thiên vương này đều riêng tinh tấn tu tập, pháp môn tự tại, phương tiện rộng lớn vô ngại. Ở trên là chúng thứ bảy, tha hóa tự tại thiên vương. Bây giờ đã giảng xong tên của bảy chúng của cõi dục giới. Dưới đây là giải thích tiếp theo tên của năm chúng thuộc về sắc giới. Lại có đại phạm thiên vương, số đông không thể đếm được, đó là thi khí thiên vương, huệ quang thiên vương, thiện huệ quang minh thiên vương, phổ vân âm thiên vương, quán thế ngôn âm tự tại thiên vương, tịch tĩnh quang minh nhãn thiên vương, quang biến thập phương thiên vương biến hóa âm thiên vương quang minh chiếu diệu nhãn thiên vương duyệt ý hải âm thiên vương lại có đại phạm thiên vương số không thể đếm được phạm dịch là tịch tĩnh thanh tịnh tức là thanh khiết tịch tĩnh lìa dục không nhiễm đại phạm thiên vương là trời thứ ba thuộc về sắc giới cũng là trời thứ ba trong trời sơ thiền thiên vương đại phạm thiên tên là thi khí dịch là trì kế vì trên đầu của vị này có nhục kế dùng mạo giống như đồng tử thân màu bạch ngân y phục màu vàng thật dùng thiền duyệt làm thức ăn pháp hỷ làm vui vị này tin sâu chánh pháp hoàng dương chánh pháp mỗi khi đức phật ra đời thì vị này đầu tiên đến thỉnh phật chuyển bánh xe pháp vị thiên vương thứ nhất tên là thi khí vì vị này tu hạnh thanh tịnh đoạn dâm tuyệt dục cho nên được tên này vị thiên vương thứ hai tên là Huệ Quang. Vì vị này có trí Huệ Quang chiếu khắp tất cả, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ ba tên là Thiện Huệ Quang Minh. Vì vị này có trí Huệ Quang Minh toàn thiện nhất, thành tịnh nhất, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tư tên là Phổ Âm Vân. Vì vị này có âm thanh như sấm sét vang khắp hư không, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ năm tên là Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại, vì vị này tự tại không động toàn ngồi mà quan sát được ngôn ngữ và âm thanh của tất cả thế giới, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ sáu tên là Tịch Tĩnh Quang Minh Nhãn, vì vị này tu Thiền Na Ta Muội, do đó vừa Tịch Tĩnh vừa Quang Minh, cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ bảy tên là Quang Biến Thập Phương vì trí huệ quang minh của vị này chiếu sáng mười phương thế giới, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tám tên là biến hóa âm, vì vị này có thể dùng một thứ âm thanh biến hóa làm các thứ âm thanh, tùy chỗ nghe âm thanh của chúng sinh mà biến hóa ra, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ chín tên là quang minh chiếu diệu nhãn, vì vị này khiến cho chúng sinh đắc được sự chiếu sáng của quang minh, sinh ra một thứ khoái lạc cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 10 tên là Duyệt Ý Hải Âm. Vì vị, vị này khiến cho chúng sinh nghe đến âm thanh như biển cả, mà sinh ra tâm đại hoan hỷ cho nên được tên này. Có số thiên vương đại phạm thiên, nhiều bất khả xương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều đầy đủ tâm đại tử bi, thương xót chúng sinh, phóng quang chiếu khắp khiến cho chúng sinh đắc được khoái lạc mười vị đại phạm thiên vương này làm thượng thủ trong thiên vương ngoài ra còn có vô lượng vô biên đại phạm thiên vương không thể tính đếm được những vị thiên vương này đều có đủ tầm đại từ đại bi ái hộ tất cả chúng sinh thương xót tất cả chúng sinh cho nên phát tâm cứu chúng sinh liều khổ được vui cho nên phóng đại quang mình chiếu khắp chúng sinh đáng độ được khiến cho họ đều đắc được thiền duyệt vi thực pháp hỷ dung mãn ở trên là chúng thứ 8 đại phạm thiên vương Lại có vô lượng quang âm thiên vương Đó là khả ái lạc quang minh thiên vương Thanh tịnh diệu quang thiên vương Năng tự tại âm thiên vương Tối thắng niệm trí thiên vương Khả ái lạc thanh tịnh diệu âm thiên vương Thiện tư duy âm thiên vương Phổ âm biến chiếu thiên vương Thậm thâm quang minh thiên vương Vô cấu xưng quang minh thiên vương tối thắng tịnh quang thiên vương lại có vô lượng vô biên quang âm thiên vương quang âm nghĩa là dùng quang để thay thế âm thanh trời quang âm là trời thứ ba đệ nhị thiền tức cũng là trời thứ sáu thuộc về sắc giới trừ thiền có trời này từ miệng phóng quang người thấy được quang này liền biết là ý nghĩa gì họ chẳng có lời nói chẳng có vọng tưởng họ dùng thần tâm phóng ra trí huệ quang mình để giáo hóa chúng sinh thần thông của họ hóa hiện tất cả khi bị hỏa tai thì lửa thiêu đến trời sơ thiền trừ thiền cõi này đến trời quang âm tị nạn đợi kiếp thành thì quang âm thiên vương dùng sức thần thông làm mưa lớn để dập tắt lửa mà thành thế giới lúc đó trừ thiền trời quang âm bèn đến thế giới để khuyên con người hướng thiện vị thiên vương thứ nhất tên là khả ái lạc quang minh vì quang minh của vị này phóng ra thanh tịnh khả ái phi thường, khiến cho chúng sinh đều sinh hoan hỷ, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ hai tên là thanh tịnh diệu quang, vì quang minh của vị này phóng ra thanh tịnh vi diệu, khiến cho chúng sinh trí huệ ngày càng tăng trưởng, thân tâm đắc được thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ ba tên là năng tự tại âm, vì âm thanh của vị này tự tại cũng khiến cho chúng sinh đắc được tự tại không khổ không sầu không sinh không diệt thành tiệu giải thoát cho nên được tên này vị thiên vương thứ tư tên là tối thắng niệm trí vì vị này có trí huệ thủ thắng nhất viên mãn nhất khiến cho chúng sinh sanh ra tâm niệm thường niệm tam bảo cho nên được tên này vị thiên vương thứ năm tên là khả án lạc thanh tịnh diệu âm vì diệu âm của vị này khiến cho chúng sinh đắc được an lạc chẳng có phiền não, trong tâm thành tịnh, chẳng có vọng tưởng cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ sáu tên là thiện tư duy âm, vì âm thanh của vị này khiến cho chúng sinh nghe đến khéo tư duy, bèn không suy nghĩ việc ác nữa mà phát bồ đề tâm, sinh ra trí huệ giác ngộ cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ bảy tên là phổ âm biến chiếu, vì diệu âm của vị này chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được quang minh, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tám tên là Thậm Thâm Quang Âm, vì vị này ái hộ chúng sinh phi thường, vị này dùng quang minh và âm thanh để giáo hóa chúng sinh, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 9 tên là Vô Cấu Sương Quang Minh, vì vị quang minh của vị này thành tịnh, chẳng có trần cấu chiếu khắp chúng sinh chúng sinh cần bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu cho nên được tên này vị thiên vương thứ 10 tên là tối thắng tịnh quang vì vị này có quang minh thủ thắng nhất thành tịnh nhất chiếu sáng tất cả chúng sinh cho nên được tên này có vô lượng số quang âm thiên vương như vậy làm thượng thủ các vị này đều trù pháp môn vô ngại hỷ lạc tịch tĩnh rộng lớn mười vị quang âm thiên vương này làm thượng thủ trong chúng trời quang âm, ngoài ra còn có vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ số quang âm thiên vương. những vị quang âm thiên vương này đều đắc được pháp môn vô ngại hỷ lạc tịch tĩnh rộng lớn. rộng lớn tức là vô ngại, hỷ lạc tức là tịch tĩnh, rộng lớn là tán, tịch tĩnh là định. bất cứ tán cũng ở trong định, định cũng ở trong định. Các vị ấy không thể bỏ động mà cầu tĩnh cho nên gọi là rộng lớn. Các vị ấy đắc được vị thiền mà chẳng chấp trước vị thiền, cho nên vô ngại. Đó là pháp môn vô ngại. Ở trên là chúng thứ 9, tên của 10 vị quang âm thiên vương. Lại có vô lượng biến tịnh thiên vương, đó là thanh tịnh danh xưng thiên vương, tối thắng kiến thiên vương, tỉnh tĩnh đức thiên vương, tu di âm thiên vương, tịnh niệm nhãn thiên vương, khả ái lạc tối thắng quang chiếu thiên vương thế gian tự tại chủ thiên vương quang diệm tự tại thiên vương lạc tư duy pháp biến hóa thiên vương biến hóa trạng thiên vương tình tú âm diệu trang nghiêm thiên vương lại có vô lượng vô biên biến tịnh thiên vương biến tịnh là hoàn toàn chẳng có tâm hoan hỉ đắc được diệu lạc thuần chân thanh tịnh trời biến tịnh là trời thứ ba đệ tam thiền tức cũng là trời thứ 9 thuộc sắc giới. Cõi trời này khoái lạc nhất, rất dễ khiến cho người tu thiền đọa lạc, cho nên một số người tu thiền không tu thiền định này, mà cấp tốc đến trời tứ thiền. Cuối thời kỳ 64 đại kiếp sẽ có nạn gió lớn. Nạn gió lớn này san bằng cõi trời tam thiền. Ngoài ra, các cõi trời khác cũng không tránh khỏi đại kiếp này. Do đó, chư thiên sáu cõi trời dục giới đủ năm điều suy trời tam thiền có nạn gió nếu tu đến trời phi phi tưởng chẳng bằng đi đến cõi tây phương từ bài kệ này chúng ta thấy pháp môn niệm phật rất thuận tiện và quan trọng không lãng phí thì giờ mà chắc chắn được vãng sinh vị thiên vương thứ nhất tên là thanh tịnh danh xưng vì vị này đã đắc được trí huệ thanh tịnh nhìn xuyên thủng đối với các pháp nhiễm ô, buông bỏ đạo, danh đồn của vị này truyền khắp thế gian cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ hai tên là Tối Thắng Kiến, vì kiến giải của vị này thù thắng nhất, thông minh nhất, đều là tránh trì tránh kiến mà chẳng có tà trì tà kiến nên được tên này. Vị thiên vương thứ ba tên là Tịch Tĩnh Đức, vì vị này có đức hạnh tam muội thiền định thành tịnh làm tất cả việc thiện không để cho ai biết tức là mật hạnh người xưa nói việc thiện mà muốn cho người thấy chẳng phải là chân thiện việc ác mà sợ người biết là đại ác chúng ta là người tu đạo nên ghi khắc hai câu này làm châm ngôn phải minh bạch thật nghĩa tịch tĩnh đứng dũng công phu ở trên danh lợi phải từ bỏ danh lợi thì sẽ đắp được đức tịch tĩnh cho nên được tên này vị thiên vương thứ tư tên là Tu Di Âm. Vì âm thanh của vị này cao diệu phi thường khiến cho tất cả chúng sinh nghe được pháp âm cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ năm tên là Tịnh Niệm Nhãn. Vì vị, vị này khai mở ngũ nhãn, chỉ thấy pháp thanh tịnh, không thấy pháp nhiễm ô, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ sáu tên là Khả Ái Lạc Tối Thắng Quang Chiếu. Vì vị, vị này có trí huệ quang thủ thắng nhất, bất cứ chiếu đến ai thì người đó minh tâm thành tịnh, khoái lạc khả ái cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ bảy tên là Thế gian Tự Tại Chủ. Vì vị, vị này khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tự tại và bình an cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tám tên là Quang Diệm Tự Tại. Vì quang minh của vị này tuy mãnh liệt như lửa ngọn nhưng rất mát mẻ tự tại cho nên được tên này vị thiên vương thứ 9, tên là Lạc Tư Duy Pháp Biến Hóa. Vị vị này tu Pháp trầu như ý, biến hóa tùy theo ý muốn. Muốn dùng Pháp gì thì biến Pháp đó cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 10 tên là Biến Hóa Tràng. Vì vị, vị này biến hóa ra được đủ thứ tràng báu, vừa sáng vừa trang nghiêm cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 11 tên là Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm vì vị, vị này có diệu âm của nhị thập bát tú, 28 vị sao, trang nghiêm và vi diệu cho nên được tên này. Có vô lượng số biến tịnh thiên vương như vậy làm thượng thủ. Các vị này đều đã an chủ pháp môn rộng lớn, riêng làm lợi ích trong tất cả thế gian. 11 vị biến tịnh thiên vương này làm thượng thủ trong chúng biến tịnh thiên vương. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên biến tịnh thiên vương. Những vị biến tịnh thiên vương này đều đã hoàn toàn an trụ ở trong pháp môn rộng lớn vô ngại, tức là pháp môn tận hư không khắp pháp giới, luôn luôn giáo hóa, làm lợi ích, khuyến đạo tất cả chúng sinh, không có dừng nghỉ. Các vị này vĩ đại như Ngài Địa Tại Vương Bồ Tát. Đại nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, độ hết chúng sinh mới chứng Bồ Đà, địa ngục chưa trống không, thà không thành Phật, lại nói rằng, tôi không vào địa ngục ai vào địa ngục tinh thần bỏ mình vì người đó là hành bồ tát đạo do đó mới được danh hiệu đại nguyện địa tạng vương bồ tát đại bi quán thế âm bồ tát đại trí văn thù bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát đó là hạnh nguyện của bốn vị đại bồ tát ở trung quốc có bốn đại danh sơn là đạo tràng của bốn vị đại bồ tát núi ngũ đài ở sơn tây là đạo tràng của bồ tát văn thù Núi Nga Mi ở Tứ Xuyên là đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Núi Cửu Hoa An Vi là đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Núi Phổ Đà ở Chiết Giang là đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trước khi Đức Phật Di Lặc chưa hàng sinh, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ là giáo chủ lâm thời cõi ta bà thế giới. Ở trên là chúng thứ 10 biến tịnh thiên vương lại có vô lượng quảng quả thiên vương đó là ái lạc pháp quang minh tràng thiên vương thanh tịnh trang nghiêm hải thiên vương tối thắng huệ quang minh thiên vương tự tại trí huệ tràng thiên vương lạc tịch tĩnh thiên vương phổ trí nhãn thiên vương lạc toàn huệ thiên vương thiện trùng huệ quang minh thiên vương vô cấu tịch tĩnh quang thiên vương quảng đại thanh tịnh quang thiên vương lại có vô lượng vô biên quảng quả thiên vương Quảng quả nghĩa là dị sinh, thiện quả, rộng lớn nhất, tức là cũng nói về quả phàm phu. Tu đến cõi trời cao nhất này, chúng sinh sanh về cõi trời này sẽ tránh khỏi tám thứ tai nạn là cõi trời tịch tĩnh nhất. Cõi trời này gồm có hai đạo là tà và tránh. Chúng sinh tu thiền định phần làm hai thứ. Chúng sinh tu định hữu lậu, tức là ngoại đạo, sẽ sinh về trời vô tưởng, trời trường thọ, giống như bằng ép cá bằng ở trên mặt nước cá ở dưới đáy đá đè cỏ chẳng phải là pháp cứu kính vẫn còn sinh tử chúng sinh tu định vô lậu tức là a la hán và bồ tát các bậc này sinh về trời ngũ bất hoàn trời vô nhiệt trời vô não trời thiện kiến trời thiện hiện trời sắp cứu kính không còn đầu thai vào dục giới nữa vì đã đoạn trừ tư hoặc của dục giới nhưng chưa đoạn hết tư hỏa của sắc giới và vô sắc giới. Vị thiên vương thứ nhất tên là Ái Lạc Pháp Quang Minh Tràng. Vì vị này thích Pháp Lạc, coi Pháp quan trọng hơn so với bất cứ thứ gì. chàng của vị này thường phóng quang minh cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ hai tên là Thanh Tịnh Trang Nghiêm Hải. Vì vị này dùng quang minh thanh tịnh để trang nghiêm như đại hải cho nên được tên này vị vua trời thứ ba tên là tối thắng huệ quang minh vì huệ của vị này thù thắng nhất cũng sáng nhất cho nên được tên này vị thiên vương thứ tư tên là tự tại trí huệ tràng vì trí huệ của vị này tự tại nhất giống như tràng bóng cho nên được tên này vị thiên vương thứ năm tên là lạc tịch tĩnh vì vị này thích tịch tĩnh nhất hoan hỉ nhất là nhập thiền định tam muội cho nên được tên này Vị thiên vương thứ sáu tên là Phổ Trí Nhãn, vì vị, vị này có trí huệ nhãn chiếu khắp thế gian, khiến cho chúng sinh cũng đắc được trí huệ cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ bảy tên là Lạc Toàn Huệ, vì vị, vị này luôn luôn hồi quang phản chiếu, quán tự tính trí huệ vốn có cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ tám tên là Thiện Trùng Huệ Quang Minh, vì vị, vị này khéo trồng nhân trí huệ Bồ Đề cho nên đắc được quả Quang Minh cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 9 tên là Vô Cấu Tịch Tĩnh Quang, vì trí huệ của vị này chẳng có trần cấu, lại thường ở trong định quang, cho nên được tên này. Vị thiên vương thứ 10 tên là Quảng Đại Thanh Tịnh Quang, vì vị này có quang minh thanh tịnh rộng lớn, chẳng có biên tế, chiếu khắp mười phương thế giới, cho nên được tên này. Có bất khả xương số quảng quả thiên vương như vậy làm thượng thủ, các vị này đều lấy pháp tuyệt tĩnh mà làm cung điện, an trụ ở trong đó. Bởi vị quảng quả thiên vương này làm thượng thủ trong chúng quảng quả thiên vương, ngoài ra còn có vô lượng vô biên quảng quả thiên vương. Những vị quảng quả thiên vương này đều dùng pháp tuyệt tĩnh làm cung điện của họ, an trụ ở trong cung điện này, ở trên là chúng thứ 11 quảng quả thiên vương. Lại có vô lượng số đại tự tại thiên vương, đó là diệu diệm hải thiên vương, tự tại danh xưng quang thiên vương, thanh tịnh công đức nhãn thiên vương, khả ái lạc đại huệ thiên vương, bất động quang tự tại thiên vương, diệu trang nghiêm nhãn thiên vương, thượng tư duy quang minh thiên vương, khả ái lạc đại trí thiên vương, phổ âm trang nghiêm tràng thiên vương, cực tinh tấn danh xưng quang thiên vương. Lại có vô số vô lượng đại tự tại thiên vương. Đại tự tại tiếng Phạn gọi là ma hề thủ la, tự tại nhất trong ba ngàn đại thiên thế giới. Vị thiên vương này có bà còn mắt, tám tay, mỗi tay cầm giữ bảo kế biến hóa vô cùng. Vị này cưỡi con trâu trắng, tay cầm phất trần cưỡi trên lưng trâu, mắt thấu suốt tất cả, cảm thấy mình thanh cao tự tại hơn so với bất cứ ai, thấy các cõi trời khác đều thấp hơn. Vị này trong khoảng một niệm, biết số lượng giọt nước mưa trong ba ngàn thế giới. Cõi trời này là trời ngũ bất hoàn, cao nhất trong các cõi trời sắc cứu kính. Cõi trời này chúng sinh tam quả a la hán và bậc bồ tát thập tín ở những bậc lợi căn trực tiếp ra khỏi tam giới chứng quả vị vô học tứ quả a la hán hoặc bát địa bồ tát những kẻ độn căn còn phải đến vô sắc giới chẳng còn dâm dục chẳng có thân thể chỉ có tư tưởng tù tứ không định sau đó mới ra khỏi tam giới chấm dứt phần đoạn sinh tử vị thiên vương thứ nhất tên là diệu diệm hải vị vị này phóng ra lửa ngọn không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên giống như biển cả cho nên được tên này vị thiên vương thứ hai tên là tự tại danh xương quang vì vị này vừa tự tại vừa có thanh danh do đó mà vang danh khắp nơi quang minh chiếu khắp cho nên được tên này vị thiên vương thứ ba tên là thanh tịnh công đức nhãn Vị vị này tu pháp môn thanh tịnh, đắc được công đức hơn hẳn các vua trời khác vạn phần nên được tên này. Vị thiền vương thứ tư tên là Khả Ái Lạc Đại Huệ, vị vị này có trí huệ rộng lớn khả ái khả lạc, chúng sinh thấy được vị này cũng đắc được trí huệ như thế, cho nên được tên này. Vị thiền vương thứ năm tên là Bất Động Quang Tự Tại, vị vị này ở trong định luôn luôn quán tự tại, cho nên được tên này vị thiên vương thứ sáu tên là diệu trang nghiêm nhãn vì vị, vị này có ngàn tay ngàn mắt để trang nghiêm diệu nhãn cho nên được tên này vị thiên vương thứ bảy tên là thiện tư duy quang minh vì vị, vị này không khởi vọng tưởng nhất tâm tư duy quang minh cho nên được tên này vị thiên vương thứ tám tên là khả ái lạc đại trí vì vị, vị này có đại trí bát nhã đáng thích đáng ưa cho nên được tên này Vị Thiên Vương thứ 9 tên là phổ âm trang nghiêm tràng, vì âm thanh của vị này đều nghe được khắp hết dùng để trang nghiêm tràng báo cho nên được tên này. Vị Thiên Vương thứ 10 tên là cực tinh tấn danh sương quang, vì vị này dũng mãnh tinh tấn nhất danh sương quang bình chiếu khắp ai ai cũng biết cho nên được tên này. Có vô số bất khả danh sương đại tự tại Thiên Vương như vậy làm thượng thủ các vị này đều siêng quán sát pháp vô tướng các hạnh đều bình đẳng bởi vị đại tự tại thiên vương này đều làm thượng thủ trong chúng đại tự tại thiên vương ngoài ra còn có vô lượng vô biên nhiều nói không hết được những vị đại tự tại thiên vương này đều luôn luôn quán sát pháp vô tướng người không pháp không vô tướng tức là không tướng ta không tướng người không thấy tướng chúng sinh không thấy tướng thọ mạng. Tô Pháp quán sát tư duy. Tô Pháp này chẳng còn tướng ta. Thì chấp ta tức không. Còn tướng người...